Ăn lên, ăn lên. Cười, tươi cười, tươi cười lên chứ. Không hả? Vô đây bà nội, bà nội thương con lắm nghe. Bà nội là nuôi ba từ hồi nhỏ đó. Bella tưởng tượng nếu mà không ai nuôi Bella lớn nổi không? Không ai nuôi Bella lớn nổi không? Nó lớn nổi đâu hả? Mau lên, mau lên, mau lên. Mau lên, mau lên, mau lên, mau lên. Đây là người Mỹ không à? Cho nên có gì ba không dịch cho con thế? Người Mỹ không à? Hai tuổi luôn ha. Thấy không, chó không sao, chó nó mừng mình thôi. Nó ngoáy đuôi là nó mừng mình thôi. Ngoáy đuôi là nó mừng mình đó. Thôi đi. She's afraid, she's afraid. Không sao, nó không sao đâu, không sao đâu. Nó mừng mình, nó mừng mình, nó mừng mình. Ê, my fault. Ok, go. It's ok, không sao đâu. Everybody meet Bella. Very, very hard to get her here. Okay, start. She's a home girl. She won't go anywhere. She doesn't speak yet. We speak only Vietnamese at home, so she doesn't speak English yet. Yeah. Không sao, không sao, không sao, không sao. Chào, like Italian. Chào, Bella. Sophie nói chào kìa. Chào. Hi, đây. Nhiều người quá. A lot of people. Okay. Yeah, might need to just get all this. Okay, guys. Yeah.